Việc bảo dưỡng bàn bi-a cũng là một cách để thể hiện tôn trọng và quan tâm đến trò chơi. Điều này cho thấy bạn đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh thần thể thao trong bi-a. Lớp vải phủ trên bàn bi-a bị mòn dần theo thời gian do sự chuyển động của bóng. Với lực ma sát, nó làm cho vải bàn bi-a bị mài mòn và có nguy cơ đứt đột ngột gây nguy hiểm khi đánh bi-a. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vải bàn bi-a bị rách như sự cọ sát mạnh vào vải bàn hay một số trường hợp như tàn thuốc lá chưa tắt hẳn. Việc mặt bàn bị rách không chỉ ảnh hưởng đến sự lăn bóng mà còn gây mất thẩm mỹ cho bàn bi-a. Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến bàn bi-a xuống cấp nghiêm trọng như vải bàn bi-a sử dụng đã lâu, vải sẽ sờn cũ, hư tổn tự nhiên. Do ban đầu lựa chọn chất liệu làm vải bàn bi-a kém chất lượng không rõ nguồn gốc. Những nguyên nhân như vải bị thấm nước, ẩm mốc, không gian và nhiệt độ đặt bàn bi-a quá lạnh hoặc quá nóng cũng có thể làm hư vải bàn. Vải bàn bi-a được vệ sinh chưa đúng cách. Một nguyên nhân khá phổ biến là người chơi hay vùi đầu cơ xuống mặt bàn vô tình làm lớp vải cũng bị ảnh hưởng nhiều. Một bàn bi-a có còn tốt hay không cũng phụ thuộc vào tình trạng vải. Đừng để chất vải sờn cũ làm ảnh hưởng đến cuộc vui của bạn nhé. Hãy liên hệ Thiên Phúc Bảo Dưỡng thay vải cho bạn nhanh chóng, chuyên nghiệp, tận tình, uy tín và chất lượng nha. Hãy chọn lựa mua bàn và các dịch vụ bảo dưỡng bàn cùng phụ kiện từ Thiên Phúc. Chọn Thiên Phúc là chọn chữ phúc, may mắn, tài lộc, thịnh vượng và an tâm chất lượng.